Xin kính chào quý vị và các bạn. Do chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Trung Bộ, nối với áp thấp nhiệt đới đêm qua đã mạnh lên thành cơn bão số 4 ở trên Biển Đông, nên thời tiết ở các nơi trong tỉnh phổ biến là nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày trời nắng, nên nhiệt độ tăng và độ ẩm thì giảm. Lúc 13 giờ trưa nay, nhiệt độ ở các nơi trong tỉnh đo được phổ biến từ 32 đến 34 độ C, còn độ ẩm thì từ 63 đến 72%. Đêm nay và ngày mai thì khu vực tỉnh chịu ảnh hưởng của rìa Bắc giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với xoáy thấp suy yếu từ bão số 4, nên thời tiết các nơi trong tỉnh phổ biến là nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, các nơi thuộc vùng đồi núi phía Tây cục bộ có mưa to. Bản tin sẽ được tiếp tục với thông tin thời tiết ba vùng trong tỉnh. Vùng đồi núi phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ C. Vùng đồi Trung Du, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ C. Còn vùng đồng bằng, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ C. Vừa rồi là những thông tin thời tiết trong ngày và dự báo cho ngày mai. Cuối bản tin như thường lệ là thông tin thời tiết 3 ngày tới.